thành viên tổ chức Triều Đại Việt bị tuyên tổng cộng 193 năm tù giam tính đến từ Sài Gòn. Luật sư Nguyễn Văn Miến là người bào chữa cho thành viên trong tổ chức Triều Đại Việt loan tình. Vào trưa 22 tháng 9 năm 2020, Tòa án Cộng sản tại Sài Gòn đã tuyên án đối với 20 thành viên của tổ chức Triều Đại Việt. Mức án cho từng thành viên như sau. Ông Nguyễn Khanh, 56 tuổi, bị tuyên 24 năm tù giam, bị phạt 10 triệu đồng, phải bồi thường cho Công an Cộng sản Phường 12, quận Tân Bình, tổng cộng hơn 91 triệu đồng và phải nộp lại cho nhà cầm quyền hơn 121 triệu đồng tiền sửa chữa trụ sở. Ông Dương Bá Giang, 49 tuổi, bị tuyên 18 năm tù giam và phải bồi thường cho ba viên công an phường số tiền giống hệt như ông Khanh em Vũ Hoàng Nam 24 tuổi bị tuyên 17 năm tù giam và phải bồi thường cho 3 viên công an phường số một số tiền giống như ông Giang và ông Khanh. Em Dương Khắc Minh 27 tuổi bị tuyên 17 năm tù giam và phải bồi thường cho 3 viên công an phường cùng với số tiền giống như ba người trên. Anh Trần Phong Vũ 38 tuổi bị tuyên 17 năm tù giam, vợ anh Vũ là chị Trần Thu Hạnh 39 tuổi bị tuyên 3 năm tù giam và 2 năm quản chế. Ông Hồ Anh Tuấn 47 tuổi bị tuyên 9 năm tù giam. Em một, em ruột của anh Tuấn là Hồ Nguyễn Quốc Hưng 39 tuổi bị tuyên 10 năm tù giam. Bà Nguyễn Thị Bích Vân 66 tuổi bị tuyên 12 năm tù giam anh Nguyễn Minh Tấn, 42 tuổi, bị tuyên 18 năm tù giam, buộc phải nộp lại hơn 119 triệu đồng cho công an phường. Vợ của anh Tấn là chị Trương Thị Trang cũng bị tuyên 3 năm tù giam. Em Nguyễn Tấn Thành, 27 tuổi, là con ông Nguyễn Khanh, bị tuyên 3 năm tù giam. Ông Võ Công Hải, 55 tuổi, bị tuyên 9 năm tù. Ông Nguyễn Thanh Bình, 63 tuổi, bị tuyên 9 năm tù. Trần Văn Đoan, 9 năm tù. Ông Điệu Lé, 68 tuổi, 7 năm tù. Điểu A Nam, 34 tuổi, 7 năm tù. Nguyễn Trung Trực, 38 tuổi, 2 năm tù. Nguyễn Khắc Sinh Nhật, 39 tuổi, 2 năm tù. Nguyễn Minh Nhật, 29 tuổi, 2 năm 6 tháng tù.